Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Liên quan đến vụ cướp ngân hàng Sacombank tại huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương ngày 17 tháng 4 vừa qua, một thông tin đặc biệt về người bảo vệ ngân hàng dũng cảm bắt tên cướp có vũ khí nóng khiến nhiều người không khỏi nể phục. Do diễn biến của vụ cướp xảy ra quá nhanh, các nhân viên ngân hàng tại phòng giao dịch Sacombank Bào Bàng đã không kịp phản ứng bởi sự liều lĩnh của đối tượng Nguyễn Tấn Phát. Thời điểm đó, đối tượng này tay lăm lăm một khẩu súng côn xoay, đồng thời bắn một phát đạn lên trần nhà để thị uy. Hành động của Phát là tín hiệu cảnh báo cho những người có mặt tại ngân hàng này. Hắn ta rất nguy hiểm và sẵn sàng nổ súng để đạt mục đích. Chính vì thế, nhân viên quầy giao dịch đã phải làm theo lệnh của Phát khi hắn nói: "Tiền này không phải của chị, tiền của ngân hàng, chị không đưa là chị chết." Tuy nhiên, khi Phát định tẩu thoát ra ngoài, nhân viên bảo vệ Lương Huy Phượng đã nhanh trí bấm cửa cuốn, nhốt tên cướp bên trong. Trước hành động đó, để thoát thân, tên cướp bất ngờ bắn vào người bảo vệ ngân hàng 4 phát đạn, nhưng anh Phượng đã né được 3, còn một phát trúng mặt. Mặc dù trúng đạn, nhưng anh Phượng vẫn dũng cảm lao vào khống chế tên cướp manh động này. Ngày 19 tháng 4, ông Võ Đình Phong, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Dương đã đến thăm và tặng giấy khen cho anh Lương Huy Phượng, bảo vệ ngân hàng Sacombank vì có thành tích dũng cảm bắt giữ tên cướp có súng. Ông Võ Đình Phong đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương thăm hỏi động viên anh Phượng khi đã có tinh thần dũng cảm bắt giữ tên cướp có súng vào trưa 17 tháng 4. Đồng thời, ông Phong đã tặng giấy khen cho anh Phượng vì có thành tích xuất sắc vì dũng cảm bắt cướp bảo vệ tài sản của ngân hàng, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng. Bên cạnh đó, ông Phong cũng tặng giấy khen cho tập thể phòng giao dịch của ngân hàng Sacombank Bào Bàng và 3 cá nhân khác. Như thông tin báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa tin, trước đó khoảng 10 giờ 35 ngày 17 tháng 4, Nguyễn Tấn Phát, sinh năm 1997, quê Bình Phước, ban đầu khai tên là Nguyễn Tấn Phong, quê Tây Ninh, điều khiển xe máy đến gần phòng giao dịch Sacombank Bào Bàng rồi đi bộ vào ngân hàng, ngồi ở băng ghế tầng trệt để quan sát. Nhân viên ngân hàng hỏi Phát có giao dịch gì không, nhưng nghi phạm chỉ nói chờ bạn. Đến khoảng 11 giờ 30, ngân hàng chuẩn bị đóng cửa, nhưng Phát chưa rời đi. Khi nhân viên bảo vệ bấm cửa cuốn đóng cửa chính phòng giao dịch, Phát lấy khẩu súng trong ba lô bắn một phát lên trần nhà. Phát ném ba lô màu đen cho một nữ nhân viên ngân hàng rồi lệnh: "Tiền này không phải của chị, tiền của ngân hàng, chị không đưa là chị chết." Nhân viên này lo sợ nên lấy nhiều cọc tiền bỏ vào ba lô cho Phát. Lúc này, anh Lương Huy Phượng, bảo vệ ngân hàng, bấm công tắc đóng cửa cuốn. Phát yêu cầu mở cửa, nhưng nhân viên bảo vệ không mở nên bắn một phát vào lưng anh Phượng. Sau khi bị bắn, anh Phượng quay lại ôm vật nghi phạm. Cùng lúc đó, hai khách đến giao dịch là anh Nguyễn Đốc Phong, Bùi Nhật Huy và lực lượng cảnh sát phối hợp khống chế. Lúc này, Phát bắn nhiều phát đạn trúng anh Phượng. Công an thu giữ một khẩu súng dạng ổ xoay, trong ổ không có đạn. Một ba lô màu đen, bên trong có hơn 800 triệu đồng và một túi ni lông có 6 viên đạn. Phát khai vay hơn 20 triệu đồng của ngân hàng nhưng không có khả năng chi trả. Đặc biệt, Phát còn khai nhận do cần tiền để tiêu xài, không muốn người thân phải làm việc cực khổ nên nghi phạm nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Phát lên mạng xã hội đặt mua một khẩu súng Rulo bắn đạn thể thao với giá 5 triệu đồng cùng 20 viên đạn. Sau đó, nghi phạm khảo sát các ngân hàng nằm trên đường quốc lộ 13 từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Phước rồi lựa chọn chi nhánh Sacombank Bào Bàng để gây án. Trước đó, ngày 13 tháng 4, Phát thuê xe đến ngân hàng này để thực hiện cướp. Tuy nhiên, khi đến ngân hàng, nghi phạm không dám thực hiện hành vi nên quay về. Đến ngày 17 tháng 4, Phát quay trở lại và gây ra vụ cướp nêu trên. Trước đó, vào chiều 28 tháng 3 năm 2022, một thanh niên bịt khẩu trang chạy vào phòng giao dịch của BIDV ở quốc lộ 13, thị trấn Lai Uyên, huyện Bào Bàng, đe dọa nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa tiền nhưng bị khống chế bắt giữ. Khi vào bên trong, người này bất ngờ rút ra một vật giống súng, đe dọa nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa tiền. Khi người này đang đợi lấy tiền, bị bảo vệ và nhân viên ngân hàng lao vào khống chế bắt giữ. Năm 2021, ngân hàng này cũng từng bị cướp ghé thăm. Tuy nhiên, chỉ sau gần 2 giờ gây ra vụ cướp tiền ở văn phòng giao dịch của ngân hàng BIDV chi nhánh Bào Bàng nằm trên quốc lộ 13, thị trấn Lai Uyên, huyện Bào Bàng, Bình Dương. Trần Văn Hùng, 31 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Tân Hưng, huyện Bào Bàng, đã bị các trinh sát hình sự bắt giữ. Khoảng 13 giờ 30 ngày 28 tháng 12, Hùng mặc áo khoác màu đen, đội nón kết màu đen, đeo khẩu trang màu trắng đi vào phía quầy giao dịch của văn phòng ngân hàng BIDV rồi bất ngờ la lớn: "Cướp đây, đưa tiền cho tao." Vừa la lớn, Hùng vừa giơ lên một vật giống súng và một vật hình khối, hét lớn: "Tao có bom, không đưa tiền cho tao là tao nổ chết."
ta mà bị bắt là tụi mày cũng chết hết. Do lo sợ, nhân viên ngân hàng đã lấy 6 cục tiền mệnh giá 500.000 đồng đưa cho Hùng. Sau khi lấy được tiền, Hùng nhanh chóng bỏ chạy ra phía ngoài lấy xe máy màu đỏ trắng, không có biển số để sẵn bên ngoài cổng rồi nhanh chóng phóng đi. Do diễn biến vụ cướp quá nhanh, các nhân viên ngân hàng và bảo vệ không kịp ngăn cản. Khai với cơ quan công an, một nhân viên ngân hàng cho biết, thấy tên cướp dùng súng và bom đe dọa đã rất hoảng sợ nên buộc phải đưa tiền cho người này để bảo đảm tính mạng. Qua kiểm tra, ngân hàng phát hiện số tiền bị cướp gần 450 triệu đồng. Nhận được tin báo, công an huyện Bào Bàng đã nhanh chóng triển khai lực lượng tới hiện trường. Đồng thời, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương cũng nhanh chóng điều hàng chục trinh sát có kinh nghiệm tức tốc lên đường truy xét. Thượng tá Lâm Hồng Vũ, trưởng phòng cảnh sát hình sự cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo của công an huyện Bào Bàng, xác định vụ việc có tính chất phức tạp, tên cướp rất liều lĩnh, manh động và có sử dụng vũ khí nóng để thực hiện hành vi phạm tội. Nhận định ban đầu, tên cướp này sau khi gây án sẽ chưa tẩu thoát được xa. Phòng cảnh sát hình sự đã báo cáo giám đốc công an tỉnh và nhanh chóng thông báo hình ảnh, đặc điểm nhận dạng, phương tiện của tên cướp sử dụng đến công an các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh và các địa bàn giáp danh, đặc biệt là các địa phương theo hướng đối tượng tẩu thoát để phối hợp chốt chặn. Đồng thời, phòng cảnh sát hình sự cũng phối hợp với công an huyện Bào Bàng tổ chức ra soát nhanh, sàng lọc các đối tượng hình sự ma túy trên địa bàn huyện Bào Bàng hiện nay đang quản lý và triển khai lực lượng chốt chặn tại các địa bàn giáp danh để xác định đối tượng nghi vấn thực hiện vụ cướp tài sản. Qua giả soát nhanh, cơ quan công an phát hiện Trần Văn Hùng là người có nhiều điểm nghi vấn vì đây là người thường xuyên cờ bạc và có nhiều đặc điểm nhận dạng giống với kẻ gây ra vụ cướp. Sau khi xác định Hùng là kẻ gây án, các trinh sát nhanh chóng đến nơi cư trú của Hùng tại xã Tân Hưng, huyện Bào Bàng để tìm kiếm manh mối. Khi phát hiện Hùng đang lẩn trốn trong nhà, các trinh sát nhanh chóng bao vây tóm gọn tên cướp cùng số tiền vừa cướp được. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận do nợ nần từ việc thua cá độ bóng đá nên đã đi cướp ngân hàng để lấy tiền trả nợ. Ngoài ra, Hùng còn khai nhận đã lấy một khẩu súng giả, súng sử dụng làm quẹt ga và lấy một cục sạc dự phòng, 3 cục pin dùng băng keo đen quấn bên ngoài để giả làm bom. Sau khi cướp được tiền, Hùng lấy xe máy bỏ chạy về hướng tỉnh Bình Phước, chạy được khoảng 10 km, đối tượng chạy vào khu rừng tràm, dừng xe bỏ áo khoác, súng, bom giả, xe máy tại khu vực này và đi nhờ xe của người quen về nhà cho tới khi bị bắt. Theo Thượng tá Lâm Hồng Vũ, việc nhanh chóng bắt giữ tên cướp ngân hàng cho thấy công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng của lực lượng công an đã được thực hiện tốt. Bên cạnh đó, công tác triển khai lực lượng phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị nghiệp vụ góp phần xác định nhanh đối tượng gây án. Cướp giật nói chung và cướp tài sản tại ngân hàng nói riêng là nói đến sự manh động liều lĩnh của đối tượng gây án. Nhưng cướp ngân hàng thường tạo ra sự lan tỏa thông tin xấu đến an ninh trật tự xã hội, làm tâm lý nhiều người hoang mang. Qua theo dõi các vụ cướp tiền tại ngân hàng thời gian qua, nhiều ý kiến nhận xét rằng công tác bảo vệ phòng ngừa thiếu chặt chẽ. Một số ngân hàng duy trì số tiền mặt giao dịch lớn tại các quầy giao dịch để thuận tiện cho khách đến gửi tiền, rút tiền. Cách làm này vô tình là miếng mồi ngon cho bọn tội phạm. Hơn nữa, lực lượng bảo vệ của ngân hàng cũng rất mỏng, thường chỉ có 1 đến 2 bảo vệ làm công tác trông giữ xe. Còn bên trong ngân hàng không có bảo vệ mà chỉ có hệ thống camera hoạt động hoặc hệ thống chuông báo động. Các máy quay thì chỉ có tác dụng để trích xuất dữ liệu sau khi vụ việc xảy ra chứ chưa thể ngăn chặn được hành vi phạm tội. Còn hệ thống chuông báo động chỉ hoạt động khi cán bộ ngân hàng tiếp xúc được với nút chuông. Phân tích về các vụ cướp ngân hàng xảy ra liên tiếp trong thời gian qua, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, so với các cơ quan tổ chức khác trong xã hội, ngân hàng là nơi chứa nhiều tiền nhất. Đó là lý do nhiều đối tượng cùng quẫn, coi thường pháp luật, nảy lòng tham muốn chiếm đoạt tiền. Tuy nhiên, ngân hàng là nơi được kiểm soát nghiêm ngặt, có lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp, có hệ thống chuông báo động và lực lượng thường xuyên được tập huấn về đảm bảo an ninh, nên việc các đối tượng tấn công vào ngân hàng để chiếm đoạt tài sản không dễ dàng. Nếu thực hiện hành vi dùng vũ lực, uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp tài sản, sẽ để lại rất nhiều dấu vết, chứng cứ để cơ quan chức năng có thể truy tìm, phát hiện bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên, thời gian gần đây liên tục xảy ra những vụ cướp ngân hàng ở Hà Nội và nhiều địa phương khác, cho thấy vấn đề an ninh trật tự đang diễn biến rất phức tạp. Theo ông Cường, nguyên nhân là vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài khiến đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn. Nhiều đối tượng người lao động thường xuyên ăn chơi cờ bạc dẫn đến nợ nần, thiếu tiền nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng để trang trải các khoản nợ. Ngoài ra, nhiều đối tượng trẻ tuổi cũng ngây thơ khi xem các bộ phim hành động, các trò chơi game và tưởng rằng cướp ngân hàng là việc dễ dàng. Bởi nhiều nguyên nhân thúc đẩy khác nhau, khó khăn kinh tế về nhận thức và ý thức coi thường pháp luật nên nhiều đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tài sản tại ngân hàng.
Ngoài ra, nhiều vụ cướp ngân hàng thời gian gần đây đã cho thấy hệ thống an ninh, lực lượng bảo vệ ngân hàng ở một số nơi chưa tốt, lực lượng bảo vệ thiếu chuyên nghiệp, không có kỹ năng xử lý tình huống khi bị tấn công. Các đối tượng sử dụng công cụ hỗ trợ, thậm chí súng nhựa cũng đã khiến cho lực lượng bảo vệ ngân hàng tê liệt, để đối tượng sẵn sàng thực hiện hành vi cướp tài sản rồi bỏ trốn. Tiến sĩ Cường cho rằng, trong nhiều vụ cướp ngân hàng thời gian gần đây, thấy có lỗi của lực lượng bảo vệ khi không có phản ứng gì để tích cực ngăn cản, gây khó khăn cho đối tượng khi thực hiện hành vi cướp tài sản. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến các vụ cướp ngày càng xảy ra nhiều hơn. Các đối tượng cướp tài sản tại ngân hàng nhanh chóng bị bắt giữ, bởi thường các đối tượng làm liều chứ không phải là những băng cướp chuyên nghiệp. Những đối tượng đã để lại rất nhiều dấu vết, thông tin, hình ảnh tại hiện trường qua hệ thống camera giám sát, những người làm chứng và các dấu vết để lại tại hiện trường vụ án. Các vụ cướp ngân hàng táo tợn như vậy thường gây ra tâm lý hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, nên việc vào cuộc của cơ quan điều tra sẽ quyết liệt hơn, triệt để hơn để nhanh chóng bắt giữ đối tượng. Thực tế, đối tượng cướp ngân hàng thường bị phát hiện và bắt giữ trong khoảng thời gian 2-3 ngày. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.